Chiến thắng 30 tháng 4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và dựng nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng của sự sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ con người Việt Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh đi tới thắng lợi trọn vẹn, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào, Bắc Nam xung họp. Với mỗi người Việt Nam, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một ngày lịch sử trọng đại, đó là ngày mà chiến tranh dần đi vào dĩ vãng, đất nước sạch bóng quân thù xâm lược. Hòa bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam, đó là ngày đoàn tụ non sông thu về một mối, Bắc Nam liền một dãy từ địa đầu Lũng Cú đến cho mũi Cà Mau. Vì tuyến 17 ngang dòng sông Bến Hải chỉ còn là di tích lịch sử một thời. Ngày 30 tháng 4 là ngày hòa hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc họp dưới mái nhà Việt Nam. Người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường, hòa hợp dân tộc đã hóa giải xung đột, xóa bỏ hận thù, giải phóng nội lực để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập. Tự do cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt, mới thấy lý nghĩa to lớn của chiến thắng 30 tháng 4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hòa bình và sự thống nhất, toàn vẹn của Tổ quốc. Tinh thần chiến thắng 30 tháng 4 và quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 đang cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày hôm nay. Ý chí quyết chiến quyết thắng thôi thúc chúng ta không cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu, chậm phát triển, chiến tranh càng lùi xa, chúng ta càng giữ gìn và phát huy tối đa giá trị tinh thần mà ngày chiến thắng 30 tháng 4 mang lại, để dân tộc mãi mãi hòa bình và thịnh vượng. Với ý nghĩa thiêng liêng đó, đêm nay ngày 2 tháng 4 năm 2016, được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Gia Me, Hội Cựu chiến binh xã Gia Me và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức đêm văn nghệ chào mừng 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2016, 130 năm ngày quốc tế lao động, 1 tháng 5 năm 1886 và 1 tháng 5 năm 2016, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Chầu tình, chầu non, chầu phường, chầu mình, chầu ta, chầu này tên tôi hôm qua, dấu cha, dấu mẹ đem ra mời người. Này anh cả anh hai đấy ơi, đứng ở đằng xa nhớ nhau, đứng đi ở đằng xa con đi mắt biết lại, con đi nhắc lại bằng đi ba đừng gần em còn con. Ba hoa màu xanh mà chắc thiên là
chiến bại quê ta. Hải âu tung cánh bay xa biển trời, ông cha gìn giữ bao đời, Việt Nam đất nước sáng ngời vinh quang. Thank you.
tốt nghiệp càng cao, biển sâu chí chí ta thô vào càng sâu. Thời vàng lý dặn lý gió, quê hương mến yêu bằng mẹ. Thời vàng lý dặn lý gió, biển chi lòng trời cao đất đi trời ta lòng. Một đi dài sơn hà để đi cầm theo hoa đất đi trời nóng lắm nó đi nước qua. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế cánh cò bay trên tầm
Mai Văn Tuấn xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã tạo điều kiện cho ba đơn vị trong đêm giao lưu hôm nay và xin được gửi đến một nhạc phẩm nghe câu quan họ trên cao nguyên. Lời yêu thương lúa cà phê hương
vẫn như em cô gái quan hồ. Ai chúng ta gặp mình trên cao nguyên lòng cô mà ngắm quê trên thổ quê câu hát xưa biên mây vẫn vương câu hát này vẫn nhớ vẫn thương rằng yêu em người ơi người ở trên cao quê người ở được về. Câu than thở trên cao nguyên nhớ con sông cầu dòng tình trước mặt rừng núi đưa lòng em con nhầm ngang trên đồi như thừa như mưa nhớ câu than thở em cao nguyên tôi sao đưa rừng một lòng đất đỏ gặp mấy đây lòng em muốn ngỏ cho chấp như tỏ lời yêu thương mùa cà phê ướt lá trời trông vẫn như em cô gái của anh hồ ai chúng ta gặp mình trên cao mình có mặc ấm quê hương trên mọi quê hương câu hát xưa biết mày vẫn vương câu hát này vẫn nhớ vẫn thương rằng yêu người ơi người ở trên cao quê rằng yêu em đến ta quê người á
là nhà, hầu phương em một lòng chung thủy. Ta cách đôi lời thank you.
vật kỷ niệm của cha con ngày xưa. Mẹ vẫn còn gìn giữ đến ngày nay. Mai con đi trước bước của cha, kỷ niệm vật này con luôn ghi nhớ. Đây là ba lô quần áo, còn đây là nước và lá thư. Cha con biết lúc lúc hy sinh, con hãy theo thương cha làm cho tốt. Lời mẹ dạy con luôn ghi dạ, nguyện làm tròn người lính chiến trường xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đại biểu, thưa toàn thể bà con nhân dân. Thật sự đêm nay về cái đêm giao lưu và ngày hôm nay tôi rất là xúc động. Qua các tiết biểu diễn của các cô chú bác bên hội cựu chiến binh của huyện Kỳ Sơn, xã Gia Me, và qua các tiết mục của những thanh niên, thì sau đây xin phép gửi tới các vị đại biểu và toàn thể bà con bài hát Những Nắng Sau Đêm. Tổ quốc.
từ. Thank you.
tay mông mà chùa thank you.
dân cùng tuổi làm quê một anh em. Con à ơi, à
đường tuần tra dõi bóng quân thù, và nghe tiếng mè đêm thu canh trường. Quê hương yêu dấu mến thương, cho con sức mạnh trên đường tuần tra. Bóng ai thấp thoáng ngoài xa, phải đến giữ lại hỏi ra ngọn nguồn. Đường về nơi anh đóng quân gần đến, bỗng thấy mình như mỏi thước chân. Ta hãy tạm giải lao bên bờ cát chân. Nơi đây hoang vắng đảo xa, giá người con gái thướt tha nhà. Cô là ai? Ôi, anh Trường, đây từ khi nào em vừa bước nơi đảo nhỏ, từ con tàu chở đá xây đảo quê hương. Mắt nhìn theo bóng người thương, tưởng như đang dõi bước đường anh đi. Em ơi, lòng anh vẫn đêm ngày nắng chờ, mắt cho đến bao giờ nơi sông biết đào thắm sẽ băng băng quân thù thầm nắng. Nơi đảo xa như tình ta yêu nước mặn mà, quê hương.
xin cảm ơn bác Thanh Quý rất là nhiều đến với một tiết mục ca khúc rất là hay. Kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ chào mừng 41 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam do Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên xã Nha Me tổ chức đến đây xin được khép lại. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đã bỏ chút thời gian vàng ngọc đến tham dự đêm diễn. Cảm ơn các diễn viên, ca sĩ nhiệt tình đến biểu diễn và cảm ơn bà con nhân dân tham gia thưởng thức và cổ vũ. Chúc tất cả mọi người có một đêm ngủ thật ngon sau khi thưởng thức chương trình văn nghệ của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.